Đi được không? Không đi được thì để thằng Tùng nó ấy. Để Tùng nó bê. Đây anh em mang ra ngoài chỗ tổ chức sự kiện để trang trí bầy. Đây. Một xe thôi. Tí nữa ấy sau nhá. Ừ. Bây giờ mấy anh em sẽ đi sang làng cù Châu Linh, nơi mà gọi là tổ chức sự kiện cho anh em giao lưu. Mình là mình cũng không biết được ở đằng làm ở đâu đâu, nên là cũng đi theo anh em thôi. Mai là chắc là cũng test cho anh em xem cái bộ 5m làm hôm mấy hôm vừa rồi mình ốm mình nghỉ nên là không đem đi test cho anh em xem được. Ai dạ, cụ này cũng rộng đấy các bạn ạ. Rồi toàn biệt thự rồi, nhưng mà xây cái kiểu gì này, xây bỏ không à? Đây rồi, đến nơi rồi. Mai sẽ tổ chức ở đây các bạn nhé. Khu này view cực kỳ đẹp luôn. Ok ngay. Rồi sẽ chỗ này là nhà hàng này, ngày mai anh em sẽ tất liên ở đây. Đây vứt đâu rồi chú? Vứt ở góc gọn ở ngoài thế nào đừng để đấy. Ở đây tí có gió thả đây. Đây, mà đây là khu mai tổ chức sự kiện ở đây. Đấy. Nhà hàng Hồng Xiêm. Hội giáo Hưng Yên này, Tất Liên gặp mặt Tất Liên này. Cái đam mê. Mai tổ chức sự kiện cho anh em. Đấy bây giờ vào bây giờ treo mấy con diều lên trang trí tí cho nó đẹp. Chỗ này được không anh? Được, đẹp. Chỗ bay bên kia thì view quá đẹp luôn. Tí nữa sẽ giáp đây này, bên kia này thao mà cái diều bên này nhỉ. Buộc ở đây thì quá đẹp luôn. Buộc xung quanh đây quá đẹp luôn chứ. Con diều 5 mét ở chỗ góc này. Quá đẹp luôn mẹ. À, view khu này quá đẹp nhỉ. Hồ hết các thứ. Đấy các bạn ạ. Mai sẽ khu này là khu thả, ngày mai là chỗ này này. Ngày mai sẽ thả ở đây này. Đấy, chỗ thả. Hay lắm đấy. Mai sẽ thả ở đây. Mấy thanh niên đi còn bị lạc. À mình con đi đã. Mai dọn cái bãi đất này đi cho nó chạy từ dưới kia, chạy từ dưới cái thoải mái. Đường đây thì không có dây điện dây điếc gì đâu, nên là chạy thoải mái đẹp. Hôm nay anh em một đây tập trung lên để chuẩn bị trước, mai khách mời đến. Nhiều cây quá, không di chuyển được à không? Không di chuyển được à? Để đâu anh? Đấy, chỗ đấy. Đây, để bên này đi, để bên này. Đây này, cho bên này này. Cẩn thận nha mẹ. Đấy. Sụi bố sườn đấy, chuẩn luôn. Không, để cho đẹp. Hai cây này là đẹp rồi. Có không gian. Thôi để cho làm tượng trưng hai cái cây. Mà đáo thành công à? Mai, mày cứ đứng tầm. Bây giờ mấy nắp cái con 5m lên 7 trước, mai bắt đầu mấy 5m khả năng để giữa quả trụ này hay là để chỗ này nhỉ? Đây này. Riêng chỗ này mai là phải cho ra ngoài cổng ở bên ngoài. Đây này mai là theo anh con 5m là để bên buộc. Hôm nay là cứ dựng cho con diều đến đã Hùng ạ. Hùng ơi, mai con diều 5m là mình treo ở ngoài luôn. Ừ thì để ra ngoài mai bắt đầu mới treo. Bây giờ anh em ra đem nan ra nắp con 5m nhá. Xem trước chạy đi á. Đúng rồi. Con này mà chạy. Áo con này là áo gì đây?
con này mà chạy thì đi mày à vậy. À không cần nó gây ra đánh nhau. Bắt quái. À dạ. Đây, có một cái gậy vào đây nó cắm vào đây bắt đầu ok luôn. Một cái gậy cứng cắm vào đây phát. Cái này gọi là khu đô thị mới Châu Linh à? Hay là khu gì? Khu sinh thái à? Khu sinh thái. Ừ. Nghe. Yeah. Khu sinh thái tổng nói rằng là khu của gái. Lên đấy. Đầy gái. Từ. Bắt quái 5 mét. Được chưa? Để đúng rồi bắt. Không. Lại cầm lại. Ba người chạy à? Ba người chạy hay hai người chạy? Một thôi à? Xong vào vai rồi. Giỏi, 5 mét mà chạy một mình. Vâng. Nó kéo cho lại nhấc mẹ người ra. Chạy cho xuống mình. Kéo lại nhấc người ra. Con này là người lên nhỉ anh nhỉ? Lào còn 8 mét luôn. Anh thả cho. Đuôi của nó đâu? Đuôi mày đấy. Chưa lắp đuôi à? Đuôi về là bọc vào thôi. Ừ. Đéo cần mẹ đuôi đéo để nhìn như một con diều khác hơn. Mẹ sợ. Đuôi như một con diều khác ấy luôn. Nắp nuôi cho mình úp ngược xuống thôi chứ mai sáng mai thì có thời gian. Dựng cho chồng gái lên thử. Đúng không? Nhìn dựng đấy lên thôi chứ. Sao nhà cạnh rồi đấy. Ở đây thì mà là cạnh. Mẹ cạnh để bơm nó ra thì có bóc đi. Mày khóc nữa. Đây tòa nhà bên. Ôi, trời ơi. Anh chưa gì đã có ý rồi. Điều này mình anh không trả được đâu. Mấy thằng thổ địa ở đây chắc chắn được cái điều đó. Anh ơi, đừng có này nó sợ. Anh chạy đúng rồi đấy. Tò quá. Nó vướng mấy cái dây này. Từ từ để cho cái dái nó ra hắn. Cho lệch sang bên đấy. Đúng rồi. Được không? Đứng ngược à? Phải dựng ngược thôi anh. Phải dựng ngược này thôi chứ cắm làm sao xuống được. Thôi để tạm đấy thôi vậy, mai mới bắn vào. Mai phải dựng anh ạ, mai dựng đứng lên cơ. Thôi bây giờ để tạm đấy đã. Đây công tác chuẩn bị cũng đã xong rồi, sẵn sàng rồi, chuẩn bị ngày mai là đây. Ngày mai là tiến hành treo hết lên bên rìa của quanh nhà. Đấy, công tác chuẩn bị như này là ổn rồi. Hẹn gặp lại anh em ngày mai nhá. Thôi đi về thôi.